dạy học thì cô Trang cũng có đánh cháu bé nhiều lần. Trước đây thì để đánh cháu bé thì cô Trang có đọc mua một cái roi mây ở trên mạng về giúp cháu bé, tức là về dạy dỗ cháu bé. Thì sau một thời gian huấn thì cái roi mây này nó bị gãy, cho nên là vứt đi. Thì sau đó thì cô Trang cô có lấy một cái cây gỗ tròn đường kính khoảng 2.2 cm, dài khoảng 90 cm. Thì trong quá trình dạy học mình với cháu chút chú trọng hoặc là không làm bài thì cô Trang sử dụng bi kịch với cháu từ 15:30 đến 16:00. Thì do cháu làm việc học bài sai, làm sai về bài, cho nên là cô Trang có quấn. Thì cô Trang có khai nhận là có sử dụng cái cây gỗ tròn đó đánh nhiều lần vào mông cháu bé. Thì trong quá trình đánh thì cháu nó cũng có cái nở rồi có gì đó thì đánh, tức là cô Trang khai nhận là có dùng sức mạnh để đánh vào mông cháu bé, đánh nhiều cái. Thì hiện nay không nhớ bao nhiêu cái rồi. Thì đánh nó khoảng là nửa tiếng, thì đến từ 16:00 thì bắt đầu cháu làm việc học, cháu học đàng hoàng, cháu học tốt. Thì đến 18:00 thì cháu nghỉ không phải học nữa. Thì sau đó thì cháu khai do mệt, cho nên là cô Trang kêu cháu đi nằm, vào cái phòng ngủ để nằm để xem TV. Thì cháu nằm một lúc thì thấy cháu ói ra. Thì lúc này thì cô Trang mới một phần là đi lấy đưa cháu vào một phần là lau cho chó và lau chỗ ói, một phần là điện thoại cho anh là ba của cháu ăn về. Kính thưa tất cả quý vị, vừa rồi thì quý vị cũng đã nghe cái anh công an ở quận Bình Thạnh anh đã nói về cái vấn đề về cái nguyên nhân mà dẫn đến sự tử vong của bé gái 8 tuổi. Thì khi mà chúng ta nghe qua cái vấn đề này đó, không biết quý vị nghĩ sao? Riêng Quốc Võ thì cảm thấy có nhiều cái vấn đề mơ hồ trong cái lời khai của cái cô mà mẹ ghẻ này. Thật sự thì cái câu chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới mình hết á. Nhưng mà mình rất là bức xúc khi mà mình nghe ở trong xã hội hiện tại bây giờ cũng thời buổi 4.0 mà có những cái cách dạy con mà như thế này thì chúng ta không thể nào chấp nhận được. Cái sự ra đi mà của một cái bé gái rất là dễ thương, rất là trong sáng, mới có 8 tuổi thôi các bạn. Cái điều đau buồn ở đây là bé gái này đang sống với cha ruột của mình, với lại cái người mẹ kế của mình. Thì nếu như mà chúng ta không có lên án cái vấn đề này đó, thì cái chuyện này nó còn sẽ xảy ra nhiều hơn nữa, nó sẽ dài dài nữa. Nó xảy ra hoài hoài thôi, thì sẽ có sau này sẽ có những cái vụ khác nữa, nó sẽ xảy ra. Rồi cái tương lai của những đứa bé vô tội này, những đứa bé mà lẽ ra tụi nó phải ăn rồi chỉ học thôi, chứ không có mà phải bắt buộc phải làm việc theo cái lịch định sẵn ra cái nội quy của những kẻ mà coi như là mang tiếng làm cha làm mẹ nhưng mà không có cái tình người. Như vậy chúng ta trong cái thời buổi hiện tại bây giờ chúng ta phải lên tiếng nói mạnh mẽ hơn để cho cơ quan chức năng họ vào cuộc để họ xử lý cái việc này thật là nghiêm. Bởi vì đâu đó ở trong cái vấn đề và của khi mà cái anh mình nghe kỹ cái lời từng lời của cái anh cảnh sát này nói đó, thì mình thấy có những cái điều mà có vẻ như là đã được dàn xếp, phải không ạ? Nếu bây giờ các bạn không tin, các bạn cứ tua đi tua lại một vài lần để nghe cho rõ từng lời của những người cảnh sát viên này nói theo cái lời khai của cái cô vợ, tức là cái mẹ kế của bé Văn An đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là câu chuyện này nó đã có sự dàn xếp rồi. Và cái đến thời điểm hiện tại này á, lẽ ra đó là cái người cha này là cũng bị bắt luôn rồi các bạn, chứ không phải còn đang mà tại ngoại đâu. Làm gì có cái chuyện mà đánh con vào mông mà gây ra tử vong được, trong khi các bạn thấy rằng rõ ràng là những cái hình ảnh chụp của đứa bé này khi mà người ta khám nghiệm tử thi tại bệnh viện đó, rất là nhiều vết bầm tím và rất là nhiều cái vết mà tét da tét thịt,
nó xảy ra trên thân thể của cô bé này. Thì được cái điều đó không thể nào mà được gọi là thương cho nó cho giọt được, không thể nào đánh để bị dạy dỗ được. Một cái điều lên án nữa là một cái sự mà thờ ơ vô cảm của những người xung quanh nữa. Lẽ ra đó là khi mà đứa bé mà la hét như vậy trong nhiều tháng trời như vậy đó, thì bảo vệ của khu chung cư hoặc là cái người dân sống hàng xóm ở sát bên cạnh nhà, người ta đã là can thiệp, người ta đã báo cho cơ quan chức năng, báo cho cảnh sát, công an khu vực để tới để giải quyết cái vụ này, thì sẽ không có xảy ra cái trường hợp mà đứa bé vô tội này bị chết thảm như thế, phải không ạ? Vì vậy trong cái câu chuyện này đó, các bạn biết rằng là Quốc Võ không có liên quan gì đến câu chuyện này, mình là người dân nước lã thôi. Nhưng mà Quốc Võ có một cái tim, mình không thể nào mình nhìn thấy cái chuyện đó mà mình làm ngơ, mình không có nói để rồi cái trường hợp này nó lại sẽ xảy ra. Rồi có những trường hợp giống như là cha ghẻ đánh con riêng của vợ, rồi cha say xỉn về đánh đập con cái gây thương vong, rồi mẹ ghẻ đối xử tệ bạc với con chồng vân vân. Nói chung là rất là nhiều cái trường hợp xảy ra trong xã hội hiện nay tại Việt Nam. Cho nên mình nhìn lại một điều là những đứa trẻ nào may mắn lắm thì được sinh ra tại Mỹ, là một cái nơi là bảo vệ quyền trẻ em cũng như là số 1 trên thế giới. Thật sự ở đây cha mẹ ruột còn không có dám đánh con bạc tai nữa các bạn. Quốc Võ không dám đánh con mình một bạc tai nữa. Lỡ khi mà có cái dấu tay bầm tím ở trên mặt hoặc là ở đâu trên thân thể của đứa bé, mà khi mà tụi nhỏ nhỏ mà nó lên trường đi học đó, mà cô giáo hỏi cái vết bầm này từ đâu ra, nó còn nói là cha tôi đánh tôi thôi, thì cảnh sát sẽ tới nhà liền. Nói chung là cái ở đây là cái bảo vệ mà cái quyền lợi của trẻ em là số 1. Cho nên là không có bao giờ xảy ra cái chuyện mà đánh con đánh cái hoặc là bắt con phải làm những cái việc nặng nhọc. Vì vậy cho nên những đứa trẻ nào mà nó sanh ra tại ở Mỹ đó, là một đứa trẻ đó nó được là rất là may mắn. Còn bù lại thì những nước khác thì tùy theo gia đình, tùy theo hoàn cảnh, nhưng mà đâu đó vẫn còn trong xã hội cái những cái chuyện cần cho chúng ta phải lên án, giống như là câu chuyện này. Vì vậy cho nên là Quốc Võ hôm qua giờ ngủ không được, rất là bực bội, rất là bức xúc, và coi như là rất là muốn coi như là tìm hiểu cho cặn kẽ cái nguyên nhân, và sẽ coi như là mình góp tiếng nói của mình cho cộng đồng, để cho cơ quan chức năng họ sớm họ vào cuộc, để họ vạch trần ra những cái tội ác, những cái sự mà bao che, giống như là có những cái sự dàn xếp đó, thì mình yêu cầu cơ quan có thẩm quyền, những cơ quan cấp cao của chính phủ sẽ vào cuộc để mà làm rõ cái vụ việc này, để tránh những trường hợp coi như là răn đe, để tránh trường hợp mặc như là trong tương lai sẽ xảy ra những cái vụ tương tự như vậy đó. Các bạn thấy rõ ràng là trong cái câu chuyện này đó, là cái người mà đáng lên án nhiều nhất là các bạn thấy rằng là rõ là cái người cha ruột của một đứa bé. Nếu như mình cảm thấy mình nuôi không được con thì thôi, mình để cho mẹ của nó nuôi, rồi mình sẽ chu cấp hàng tháng, chứ mình đừng có tranh giành năng chi để rồi phải đem con về để cho cái người tình của mình hành hạ đứa bé khi đứa bé mới có 8 tuổi thôi, mà là hành hạ đứa bé như thế, thì cái chuyện đó là cái chuyện không thể nào chấp nhận được. Con mình sanh ra mang nặng đẻ đau, mà nhất là con gái nữa, không thể nào mà chúng ta có thể đối xử với con mình mà một đứa con bé gái mà nó mới có 8 tuổi mà như thế. Các bạn mà thấy được trên tấm hình đó, các bạn mà nếu mà không rớt nước mắt thì coi như là mình không thể nào mình kiềm chế được cảm xúc của mình khi mình nhìn những tấm hình như vậy. Đau đớn vô cùng luôn, mà các bạn thấy rõ ràng cái khi mà quất đòn roi, bây giờ mình thử một cái thôi, mình tự đánh mình thử một cái thôi bằng cái roi mây thôi, mình cảm thấy đau quá cỡ nào. Cái này mình dùng sức mạnh của một người lớn để đánh một đứa bé mới 8 tuổi thôi, mà đánh bằng cái roi mây rồi bị gãy cái roi mây, rồi đánh thêm bằng cái gậy gỗ mà nói là đánh giờ mông,
đánh vào móng làm sao chết được. Cái này là xả từ trên đầu xả xuống rồi trúng cái chỗ hiểm, chứ làm sao mà đánh vào móng mà chết được. Quá là đau lòng. Cho nên là Quốc Võ rất là cảm thấy rất là căm phẫn trong những trường hợp như thế này. Nó nói là một cái xã hội, nó nói là một cách mà con người, nó đối với con người sau cái dạo này. Các bạn thấy rõ ràng là bạo lực học đường, nhìn thấy những cái cảnh mà những cái clip mà học trò mà đánh nhau ở trong trong nhà trường luôn các bạn. Không thể nào mà mình tưởng tượng được. Rồi các quân nhân đi bộ đội rồi cũng bị là đánh, nói chung là ma cũ ăn hiếp ma mới. Quá nhiều những cái vụ việc xảy ra trong thời gian vừa qua. Thì như vậy là Quốc Võ cũng là yêu cầu là đề nghị cơ quan chức năng, cái thẩm quyền hãy vào cuộc để làm rõ cái việc này. Những thành phần nào mà coi như là cặn bã trong xã hội như thế này là phải trừng trị thích đáng để răn đe những thành phần khác, tránh những trường hợp tương tự xảy ra. Quá ư là độc ác. Mình nhìn thấy cái tấm hình trẻ thơ mà vô tội, cô bé mới 8 tuổi thôi, mắt tròn xoe, ngơ ngác, không thể nào mình kìm lòng được. Cho nên Quốc Võ cũng nhờ một số những bạn bè ở Việt Nam đó, có một cô bạn là ở nhà cũng ở gần cái nhà này, thì sẽ nhờ cô ấy là đi tìm hỏi xem cái người mẹ ruột đó, cái người mẹ ruột của cái cô bé này là đang ở đâu, rồi có cần giúp đỡ gì không, cái vấn đề về ma chay cho con hoặc là tương lai cái gì không thì mình sẽ giúp đỡ đó. Nói chung là chứ cái hoàn cảnh này nó quá là bi đát các bạn, mình không thể nào mình kìm lòng được hết á. Đó, cho nên là Quốc Võ trên đường lái xe đi làm mà cũng cố gắng tranh thủ làm một cái clip để cập nhật cái thông tin cho mọi người. Khi mình mới vừa xem xong một cái đoạn clip của cái ông cảnh sát công an gì đó ở Bình Thạnh đó, mà ông nói về những vấn đề này, mình không thể nào mình chấp nhận được. Cái tờ báo Thanh Niên mới vừa đăng tức thì luôn, đây nè, nó vẫn còn đây nè. Báo Thanh Niên mới vừa đăng lên luôn, cách đây khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thôi. Nè, đứa bé gái, một cái tựa đề nữa các bạn nè, bé gái 8 tuổi tử vong nè, ban quản lý chung cư Sài Gòn Pearl nói là không có ghi nhận phản ánh. Đây nè, không biết nó sáng quá, không biết mọi người có coi được không. Đây nè, đó, không ghi nhận phản ánh liên quan vụ bé gái tử vong nè. Cư dân Sài Gòn Pearl cho biết nhiều lần phản ánh đến bảo vệ lễ tân, nhưng ban quản lý chung cư này cho rằng không ghi nhận bất kỳ thông tin phản ánh nào của cư dân. Sao kỳ vậy? Dân chúng đã đến lễ tân để là phản ánh mà lại ban quản lý lại nói là không có nhận thông tin là sao? Ngày 29 tháng 12, ban quản lý chung cư Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh khẳng định trước khi xảy ra sự việc bé gái 8 tuổi tử vong nghi có liên quan đến bạo lực, ban quản lý đã rà soát sổ công tác của bộ đội bảo vệ, hệ thống tiếp nhận thông tin của tòa nhà và cũng ghi nhận là không ghi nhận bất kỳ thông tin nào. Như vậy là những cái người mà trực ban, trực ở trong những cái ca trực đó đó là phải liên can đến cái vụ việc này, phải làm rõ luôn. Đó, theo ban quản lý, đơn vị bảo vệ cũng đã có cam kết khẳng định là mọi thông tin đều được đơn vị bảo vệ chuyển cho ban quản lý theo đúng quy định, và đơn vị bảo vệ cũng không nhận được phản ánh phát hiện sự bạo hành trong tòa nhà bất kỳ cư dân nào.
Ban quản lý Sài Gòn Pearl cũng thông tin chỉ duy nhất ngày 22 tháng 10 năm 2021, một thành viên ban quản trị có đề nghị ban quản lý lưu ý quan sát trường hợp của bé gái này do nghi ngờ bị mẹ đánh và báo lại nếu có bất thường. Ngay lập tức, ban quản lý đã triển khai bảo vệ tuần tra bên ngoài căn hộ, đồng thời bảo vệ sảnh và lễ tân được yêu cầu quan sát khi gia đình này đi qua sảnh. Nhưng bảo vệ không phát hiện bất thường nào, đồng thời ban quản lý cũng không nhận được bất cứ cái phản ánh nào từ các căn hộ xung quanh. Ban quản lý sau đó đã cập nhật thông tin đến thành viên của ban quản trị. Đó. Rồi bây giờ lại nói rằng là đứa bé này, là các bạn biết rằng là họ nói như thế nào không? Họ khai báo với lại bên công an á, là nói là đứa bé này bị sặc thức ăn thôi, chết do sặc thức ăn. Sặc thức ăn mà đứa bé 8 tuổi rồi, chứ không phải là con nít mới đẻ mới 1-2 tháng đâu mà sặc thức ăn mà chết được. Có một cái vấn đề cần làm rõ ở trong cái vụ việc này là cái khi mà các bạn để ý, khi cái anh công an này anh nói chuyện đó, thì cái người mà mẹ ghẻ này đó là tên là Nguyễn Võ Quỳnh Trang đó, thì họ nêu cái tên là Nguyễn Võ Quỳnh Trang ra cho đàng hoàng. Còn khi mà nói tới tên mà cái người cha đó, thì cái người tên là người cha là tên là Thái Nguyễn, thì lại không có nói tên Thái Nguyễn mà lại làm cho im đi cái tên của người này đi. Báo Thanh Niên đã làm coi như là im đi, tức là coi như là nói là chữ T thôi chứ không có nói là tên Thái. Thì cái vấn đề này các bạn cần phải đặt một dấu hỏi rất là lớn trong cái vấn đề này. Một sự dàn xếp nào đây khi mà không nêu tên thật của cái người cha này ra nha. Đó. Bởi vì cái người cha này là cái người cũng có liên can đến cái chết của con gái của mình chứ lại là không. Chứ không thể là chạy chối tội rồi xóa Facebook rồi xóa hết tất cả những cái thước phim ở trong camera quay trong nhà vân vân. Cái điều đó là cái điều không có đúng. À, cho nên là cái vấn đề này khi mà con của mình chết á, là bây giờ coi như là cha mẹ là nếu mà thật sự thương con á là muốn chết theo luôn á, chứ đừng có nói mà nó cái chuyện mà chối tội. Cho nên là cái vấn đề này là cần phải làm rõ nè. Đó, các bạn để ý trong tất cả những cái bài báo đăng lên trong thời gian vừa qua đó, là khi mà cái tên người cha thì họ để là chữ T thôi chứ họ không để tên thật ra. Nhưng mà cái người cha này có phải biết rằng là tên là Thái Nguyễn. Nghe các bạn nha. Đó. Thì Quốc Võ đã có luôn cả Facebook của cái người cha này luôn, trước khi mà anh ta bị xóa Facebook. Các bạn thấy rõ ràng không? Đây, tên là Thái Nguyễn ha. Đó. Rồi, Quốc Võ sẽ cố gắng cập nhật thông tin coi như là sớm nhất có thể, và chúc cho tất cả mọi người một ngày tốt lành nha. I love you cả nhà mình.